Chào mừng cả nhà đến với kênh Minh Phương Vlog. Và vị trí hiện tại mình đang đứng ở đây là trong khuôn viên của Học viện Phật giáo 2, Học viện Phật giáo cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Thì hôm nay là có buổi cúng dường chay tăng của các phái đoàn, quý đoàn của Phật tử, bà con đến đây để cúng dường cho quý thầy, quý sư cô đang tu tập tại Học viện Phật giáo. Thì để hiểu thêm đôi chút về những lịch sử hoặc thông tin về Học viện Phật giáo, và mình xin nói thêm tí xíu để cho mọi người được hiểu rõ hơn. Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học Phật giáo đầu tiên đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học cho tăng ni sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Thì quá trình phát triển và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể được tóm tắt qua các giai đoạn sau đây. Thì giai đoạn 1 là từ 1983 đến 1997, kế thừa Đại học Vạn Hạnh 1964 đến 1975, trường Đại học Tổng hợp đào tạo đa ngành khoa học và nhiều thành phần xã hội. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được khai sinh với tên gọi là Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động số 160 trên QĐ và UB ngày 17 tháng 10 năm 1983. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo chuyên ngành Phật giáo, đào tạo chuyên ngành Phật học cho tăng ni sinh tuyển sinh 4 năm một lần với số lượng tăng ni sinh giới hạn. Quan hệ và hợp tác chủ yếu của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn này là liên kết giáo sư và giảng viên với các trường đại học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm. Một số môn học được các bên quan tâm là nhiều cụ tăng ni sinh khóa 1 và khóa 2, khóa 3 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện là trong Hội đồng Chi sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các ban ngành trung ương và các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc. Giai đoạn 2 là từ 1997 đến 2005, và từ năm 1997, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đổi tên thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong giai đoạn này, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo được hai khóa cử nhân Phật học, quan hệ ngoại giao quốc tế và quốc nội của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và đào tạo ở quy mô của một trường đại học Phật giáo. Giai đoạn 3 là từ 2005 tới 2009. Kể từ niên học 2006 của khóa 6 trở đi thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi chương trình học niên, chế thành tín chỉ theo hệ thống của giáo dục tiên tiến và phổ quát trên thế giới. Bắt đầu từ khóa thứ tư thì từ năm 2005, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 2 năm một lần, đến năm 2017 tuyển sinh mỗi năm một lần. Khóa 7 2007 đến 2011 là có sinh viên rời học chính quy cùng với tăng ni sinh. Từ năm 2009 thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh mở cử nhân Phật học hệ đào tạo từ xa 2 năm một lần. Thì từ năm 2012, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên đào tạo thạc sĩ Phật học, đến năm 2019 chính thức được phép đào tạo tiến sĩ Phật học. Và năm 2016 thì cơ sở 2 tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích là 23,8 ha được khánh thành. Giai đoạn 1 thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tu học nội trú bắt buộc cho 750 đến 850 tăng ni sinh mỗi năm. Thì sau mỗi khóa, số lượng sinh viên và học viên ghi danh thi tuyển sinh vào theo học ngày càng nhiều. Hiện tại Học viện Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm thu hút các học giả và các nhà nghiên cứu từ nhiều nơi trên thế giới. Đến 2020 thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đào tạo 15 khóa cử nhân, có 4.720 trên 12.785 sinh viên hệ chính quy
và có 1.404 trên 3.060 sinh viên hệ đào tạo từ xa đã tốt nghiệp cử nhân, số còn lại đang bổ túc các tín chỉ còn lại để hoàn tất các chương trình cử nhân. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đang đào tạo nội trú hệ cao đẳng Phật học cho 77 sinh viên năm 2019 và 53 sinh viên vào năm 2020. Thì từ năm 2018, học viện đã đăng ký và kết đào tạo cao đẳng liên thông với 3 trường trung cấp Phật học là Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang và Cần Thơ. Học viện Phật giáo Hồ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đào tạo thí điểm khóa Thạc sĩ Phật học 2012 đến 2017, có 22 trên 50 học viên tốt nghiệp. Thì khóa 2017 đến 2019 có 58 trên 171 học viên tốt nghiệp, và khóa 2018 đến 2020 thì có 35 trên 48 chuẩn bị tốt nghiệp. Và khóa 2019 đến 2021 có 54 học viên đang học. Năm 2019 đến nay thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức đào tạo tiến sĩ Phật học. Hiện nay Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đầu tiên trong Phật giáo có 13 khoa. Nỗ lực của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng và phát huy truyền thống đào tạo các thế hệ tăng ni tài cho Phật giáo Việt Nam, đáp ứng các nhu cầu Phật sự, giải quyết các vấn đề nạn của thời đại. Hàng trăm sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã du học nhiều nước, tốt nghiệp thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ của nhiều khoa và chuyên ngành khác nhau. Về chức năng và nhiệm vụ thì mục tiêu của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là nhằm đào tạo thế hệ công dân đức chí song toàn để kế thừa phát triển đạo Phật và con đường giáo dục Phật giáo. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục Phật học tiên tiến và nhiều ngành Phật học khác, góp sức thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, gắn kết với việc ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cổ vũ và khuyến khích và chăm lo đào tạo đội ngũ giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, phẩm chất và nhân cách, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho đất nước nói chung và sự nghiệp phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là nói riêng. Nhiệm vụ chính của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào 4 lĩnh vực là giảng dạy, nghiên cứu khoa học, truyền thông học thực và thực hành thông qua chương trình của các khóa học. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đào tạo từ căn bản đến chuyên sâu và các nguyên lý triết học và ứng dụng hành trì của Phật giáo và thông qua các truyền thống Nam Tông và văn hệ Bali, Bắc Tông với văn hệ Sanskrit, Tây Tạng, ngữ và Hán ngữ. Thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh chú trọng sự thực tập tâm linh song song với nghiên cứu học thực, thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo nhằm phục vụ các vấn đề thực tiễn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì qua đó gắn kết chặt chẽ Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với xã hội, với quá trình phát triển kinh tế xã hội theo các chủ trương trong đổi mới của đất nước. Mục đích đào tạo giới thức trẻ của Phật giáo về các phương diện lịch sử, truyền thuyết, tôn giáo, văn hóa, hành trì của Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng, hỗ trợ ứng dụng các nguyên lý triết học và đạo đức Phật giáo trong cuộc sống, hỗ trợ phát triển đời sống tâm linh cá nhân cũng như cộng đồng thông qua các ứng dụng đạo đức Phật giáo và hành trì thiền định trong cuộc sống, tăng cường ý thức cộng đồng và các nguyên lý về giải pháp Phật giáo đối với các vấn nạn toàn cầu, thì đáp ứng các nhu cầu giáo dục và nghiên cứu về Phật giáo ở thế giới và Phật giáo Việt Nam, thì đóng góp vào cái sự phát triển đất nước Việt Nam thanh bình thịnh
trị và phát triển bền vững, từng bước trở thành trung tâm quốc tế đào tạo và nghiên cứu Phật học về hành trình Phật giáo. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt là Học viện, có nguồn gốc từ Đại học Văn Hạnh 1964 đến 1975, do trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu sáng lập. Tiền thân của Học viện là trường cao cấp Phật học năm 1983 đến 1997, do Ủy ban Nhân dân Thành phố cấp giấy phép hoạt động số 160/QĐ-UB vào ngày 17 tháng 10 năm 1983. Từ năm 2006 thì học viên đào tạo chương trình cử nhân gồm các khoa triết học Phật giáo Bali, Phật học Sanskrit, lịch sử Phật giáo Việt Nam và Trung Văn, tên gọi là cũ là Phật giáo Trung Nhật Hàn. Hiện nay học viện còn có các khoa Hoằng pháp, luật của học Phật giáo, Anh văn Phật pháp, công tác xã hội, giáo dục mầm non, y học cổ truyền. Thì từ năm 2009, học viện đã mở cái chương trình cử nhân Phật học hệ đào tạo từ xa. Thì từ năm 2012, học viện cũng đào tạo chương trình cao học và Phật học, vào năm 2019 thì chính thức đào tạo tiến sĩ Phật học. Năm 2016 thì đánh dấu sự có mặt của cơ sở 2 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, nơi tu học nội trú, lý tưởng cho hàng ngàn tăng ni sinh viên. Nhờ tu học nội trú, các tăng ni sinh viên không chỉ nắm vững Phật học mà còn có cơ hội trải nghiệm đời sống tâm linh để hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định qua các thực tập gồm tụng kinh, lễ bái, ngồi thiền, thiền hành, chánh niệm trong ăn cơm và lao động. Học viên có hơn 150 giảng viên, có học vị từ thạc sĩ và tiến sĩ, được đào tạo từ nhiều nước khác nhau về nhiều chuyên ngành khác nhau. Thì một số giảng viên và học viên được thỉnh giảng ở các trường đại học nước ngoài hàng năm. Học viên mời các giáo sư, nhà nghiên cứu đầu ngành trong nước và ngoài nước đến giảng dạy hoặc là thuyết trình tại học viện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Học viện là trường Phật giáo đầu tiên và là một trong số ít trường đại học tại Việt Nam áp dụng hệ thống tín chỉ từ năm 2006. Tất cả các chương trình và môn học luôn được cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi trong thế giới quanh ta. Nhờ đó, sinh viên có khả năng thích ứng với kiến thức, phương pháp và công nghệ mới. Tại học viện, mỗi môn học đều có hai loại tài liệu căn bản: A là giáo trình và học tập, và là B là tài liệu tham khảo. Giáo trình là tài liệu chính mà các sinh viên phải nghiên cứu, tài liệu tham khảo là các tài liệu nghiên cứu nhằm phục vụ công tác nghiên cứu của giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. Để giảng dạy có hiệu quả thì các giáo sư và các giảng viên của học viên đã yêu cầu chuẩn bị buổi dạy thật tốt, hướng dẫn sinh viên và các phương pháp nghiên cứu tại tài liệu và tự học. Học viện cung ứng và yêu cầu các giảng viên sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, và giúp học viên nắm vững nội dung bài giảng một cách có hiệu quả. Thì học viên khích lệ giảng viên và sinh viên phát huy tốt kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng trả lời trong lớp, mỗi kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt trong và ngoài học đường. Thì thay mặt cho hội đồng điều hành và với tư cách là viện trưởng, chúng tôi tin rằng các sinh viên, học viên nghiên cứu sinh đạt được kết quả mỹ mãn trong chương trình học tập nghiên cứu sinh để trở thành những người đóng góp to lớn cho sự phát triển của Phật giáo và đất nước của con người Việt Nam. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 160/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động vào ngày 17 tháng 10 năm 1983, là cơ sở đào tạo giáo dục Phật giáo ở cấp cao đẳng, đại học và sau đại học. Đồng thời là nơi nghiên cứu học thuật, hướng dẫn tăng ni và Phật tử hành trì Phật pháp, nhằm đào tạo đội ngũ kế thừa thế hệ trẻ tăng ni có tài đức để phục vụ và đóng góp. Thì căn cứ quyết định số 394, quyết định của HDTC ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường trực Hội đồng Quản trị Sự giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chuẩn y
thành phần nhân sự Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2022. Thư viện cơ sở 1 và cơ sở 2 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là thư viện Phật học lớn nhất tại Việt Nam, gồm hơn 30.000 quyển sách Phật học bằng tiếng Việt và hơn 10.000 đầu sách Phật học bằng tiếng Anh và tiếng Trung, cung cấp nguồn tài liệu nghiên cứu cho các sinh viên và các nhà nghiên cứu và các giảng viên. Thư tịch của thư viện bao gồm các ngôn ngữ như Việt ngữ, Pali, Anh ngữ, Hán ngữ, Nhật ngữ, Pháp ngữ. Về phân loại thì thư viện có các nhóm chuyên ngành chính gồm nhóm Tam Tạng, Ấn Điển và Phật giáo, Pali Tạng, Hán Tạng, Việt Tạng, vân vân. Thì nhóm khoa học và xã hội, nhóm khoa học và nhân. Nội viện được thành lập tại cơ sở Lê Minh Xuân vào năm 2016 với mô hình tu học nội trú nhằm giúp tăng ni sinh tu học và phát triển trí tuệ, đạo đức và thiền định song song với nghiên cứu học thực. Từ năm 2020, tất cả tăng ni sinh chương trình cử nhân bắt buộc tu học tại nội viện của chùa Thánh Tâm, huyện Bình Chánh. Trong trường hợp ngoại lệ thì bổn sư của tăng ni sinh phải làm đơn yêu cầu cho tăng ni sinh được ở tại chùa và đóng học phí theo quy định.